là mình sẽ múc cái phần nước và chan lên trên cái phần tô của mình. Đây thì nuôi thì các bạn sẽ cho nước vào đây. Đó, các bạn cho tầm khoảng nó vừa ngập nước thôi thì nó ngon. Hay các bạn coi nhiều quá thì nó sẽ nhiều nước quá đó các bạn. Thì chút mình ăn cũng không có hết, lại bỏ lại cái phần nước đó. Có tầm khoảng 3 giá rưỡi nước đi. Còn cái tô bên cạnh thì các bạn cũng cho nước lên. Có vị hành thì khi nào mình ăn thì mình sẽ chan vô, nên các bạn đừng cho vô liền, để mình đảo trên nồi nó lại xem ra lục có phần hành đó. Đó, và bây giờ mình sẽ chan hết. Cho các bạn đã trả lại với kênh Các Thời Gian. Hôm nay mình sẽ nấu hoành thánh, nấu nuôi hoành thánh nha các bạn. Nuôi thì tí xíu nữa mình sẽ đưa cho các bạn sau, tại vì mình đông luộc nuôi tí xíu nữa mình sẽ đưa lên sau. Còn cái phần hoành thánh á, thì mình có tầm khoảng một hộp hoành thánh nha các bạn. Ở đây mình có mộc và ít quýt, một ít xương ống và một ít dầu heo, và mình có hai củ cải, một củ cà rốt. Thì củ cải thì các bạn sẽ nấu cho ngọt nước cà rốt thì các bạn sẽ sắc xéo hoặc tỉa bông tùy. Còn phần củ cải này thì mình nấu ngọt nước rồi thì các bạn thích thì mình sẽ chừa lại, còn không thích thì mình sẽ vớt bỏ cái phần củ cải đi. Cái nấu này thì mình chỉ có hương liệu là cà no, đường phèn và muối với bột ngọt thôi các bạn. Thì bây giờ những cái này thì chút nữa mình sẽ gọt và làm sạch sau. Còn cái phần hoành thánh này thì mình mua ấy, là nó ở trong ngăn đông, thì các bạn mình không rảnh để làm thì các bạn sẽ để như vậy nấu luôn, mình sẽ không rã đông. Nếu như các bạn rã đông ra các bạn nấu nó sẽ hư nha. Bây giờ những cái này thì mình làm chưa tới thì mình sẽ đặt vào tủ đông. Còn mắm muối bột ngọt mình chưa dùng mình sẽ đưa qua một bên, mình sẽ nấu trước cái phần giò đi, xong rồi những cái này mình sẽ làm sau ha các bạn. Ở trên bếp mình có bắt sẵn một cái nồi nước, thì cái nồi nước đó các bạn sẽ cho hết cái số giò heo này vô với lại xương ống á các bạn. Thì cái xương ống này các bạn nấu cho nó ngọt nước thôi, còn giò heo thì tí xíu các bạn sẽ dùng xương ống. Thì nói chung cái này nó hơi nhiều nhưng mà xương không hả các bạn, để cho ngọt nước chứ còn nạt quá thì nhà không ai ăn. Thì các bạn cho vào cái nồi nước này các bạn sẽ, thứ nhất các bạn trụng qua thì nó không ngon, như là các bạn cho vào nồi nước rồi các bạn sẽ nấu lên cho nó sôi trong một lúc, xong nó sôi. Bây giờ hiện tại là các bạn cứ nấu cho nó sôi. Còn mấy bên cạnh mình có bắt một cái nồi nước để chút xíu mình sẽ cho xương vào nấu sau các bạn. Bây giờ các bạn cứ đợi cho nó sôi một tí xíu. Thì bây giờ cái nồi nước mình nó đã sôi nè các bạn thấy không? Đó, nó sôi và nó chắc nó dưa bọt lên vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ tắt ga, và các bạn tắt ga vớt hết cái phần xương này ra, các bạn rửa đi. Thì bây giờ mình sẽ vớt hết cái phần xương này ra và các bạn sẽ đổ bỏ cái nồi nước này nha. Khi các bạn đổ bỏ nồi nước này thì mình sẽ rửa hết cái phần xương này lại bằng cái nước lạnh á các bạn. Rửa hết lại rồi mình sẽ đem lại cho vào nồi kia để mình nấu ha các bạn. Chứ không bây giờ các bạn cho vào nấu luôn thì nó sẽ nổi cái phần bọt này, các bạn thấy không, cái phần bọt nó rất là dơ. Với lại thông thường các bạn mua về và rửa muối rồi cho nó sạch sẽ thì ăn mình nấu á nó đỡ cái phần dưa đó. Bây giờ mình sẽ mang đi rửa nha. Bây giờ cái nồi nước này nó sôi cái phần móng và phần xương của mình đó các bạn, thì các bạn sẽ cho hết vào cái nồi này. Thì mình đã rửa sạch rồi thì các bạn cho hết vào cái nồi này để mình nấu nha đó, các bạn thấy không, các bạn cho vào cái nồi này thì cái nồi nước nó rất là trong và rất là đẹp luôn. Còn nếu các bạn cho vào như ngoài từ đầu hồi nãy thì các bạn hết nhận ra cái nồi nước luôn và nấu lên nó sẽ nghe mùi đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ xếp hết vào đây thì cái nồi nước của mình các bạn thấy rất trong à. Đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ phần muối và phần bột ngọt vô trước ha các bạn. Thì thông thường các bạn nấu thì các bạn sẽ cho vào đây là tầm khoảng một muỗng cà phê muối hột trước. Bột ngọt thì mình cho tầm khoảng một muỗng cà phê bột ngọt, tại vì cái phần muỗng này nó hơi bị ướt nên nó dính dính đó các bạn. Thì mình sẽ để cho cái phần này nó sôi lên, mình đi làm củ cà rốt nha. Nó sôi được một chập này các bạn, thì mình sẽ kiểm tra phần nào có bọt thì các bạn sẽ vớt phần bọt đi, tại vì nãy mình đã trụng rồi thì nó không còn bọt bao nhiêu đâu hả các bạn. Đó, là các bạn hãy vớt hết phần bọt này đi, quậy đều cái phần xương mình lên. Thì bây giờ mình sẽ sắc cà rốt với lại củ cải cho vô cho nó ngọt nước nha các bạn. Phần củ cải thì ở đây mình có hai củ, thì các bạn tùy theo các bạn cắt, có thể các bạn sắc xéo như vậy
dày dày cũng được để mình hầm cho nó ngọt phần nước nha các bạn. Đó thì các bạn cắt xéo xéo như vậy nè. Còn cái này thì nó hơi bự quá thì các bạn sẽ chẻ nó ra làm đôi, còn không thì các bạn cắt theo hình, còn không thì các bạn sắc như vậy thì các bạn sắc làm hai cũng được, đó là tùy theo mình thôi. Đó thì mình sắc cho nó ngọt nước cái phần đó và nó trong cái nước của mình đó các bạn. Còn phần cà rốt á, thì các bạn có thể tỉa bông hoặc là không tỉa, tùy của mình. Thì mình sẽ sắc xéo luôn, sắc tương tự với lại củ cải luôn ha các bạn. Cái màu của cà rốt này là củ cà rốt Đà Lạt, nó lên rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Thì mình sẽ cho cái phần củ cải vô trước. Thì bây giờ mình sắc xong rồi thì mình cho phần củ cải vô tầm khoảng 5 phút sau mình hẳn cho phần củ cà rốt sau ha. Thì giờ mình sẽ cho hết cái phần củ cải vô để cho thứ nhất là nó sẽ trong nước, thứ hai là nó sẽ ngọt nước trước. Thì phần củ cà rốt tí xíu hãy cho vô sau tầm khoảng cỡ 5 phút đi các bạn. Các bạn cho vô và mình sẽ dùng một cái giá nè, mình sẽ phả nó xuống cho nó bằng cái phần nước. Khi các bạn nấu cho cái phần giò này nó mềm đi một tí xíu rồi mình sẽ cho nước sau ha. Thì các bạn bắt đầu các bạn cho vừa nước thôi để cho nó sôi đi, tí xíu mình sẽ cho sau. Sôi tầm khoảng 5 phút thôi các bạn sẽ cho cái phần cà rốt vô. Phần cà rốt thì các bạn sẽ cho vào sau như vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ cho vô. Thì thứ nhất các bạn cho vô thấy cái phần nước nó ít, nhưng mà một tí xíu mình sẽ châm nước sau, tại vì cái phần này mình nấu cho nó mềm đi ha các bạn. Đó, bây giờ các bạn sẽ nấu tiếp tục để cho cái phần nó mềm trước đã. Thì giờ nó đã sôi thì các bạn sẽ vớt hết phần bọt đi nha. Tại vì củ cà rốt vô nó đã sôi được một chặp và nó mềm đó các bạn. Thì mình sẽ vớt hết cái phần bọt này. Tại vì cứ có thì các bạn cứ vớt lên, nó có một ít hồi nãy cái sườn, cái xương á mình đã trụng rồi thì nó có ít thôi chứ không có nhiều đâu các bạn. Thì các bạn sẽ quậy nó lên. Thì mình sẽ châm nước, thì các bạn châm vào đây cho nó gần đầy cái nồi nước nha. Đây, mình châm vào đây cho nó gần đầy nồi nước là nó sẽ ấy, hồi nãy tại vì mình nấu nên nó hết ít nước á. Thì các bạn sẽ kiểm tra trong cái cục giò mình thử mềm chưa. Thì mình sẽ lấy cái tay bóp nhẹ. Thì cục giò nó hơi mềm rồi đó các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ nấu lên cho nó sôi đi. Và mình sẽ đi sắc huyết. Và mình sẽ đi làm cái phần mọc, cái viên nhỏ nhỏ ha các bạn. Thì ở đây có cái phần huyết này các bạn. Thì mình sẽ sắc ra. Và sắc tùy theo. Ví dụ như là cái đám thớt hồi nãy mình sắc hành đó các bạn. Xong thì giờ mình sẽ sắc luôn. Thì các bạn tùy theo gia đình, các bạn thích sắc bự thì mình sắc bự. Cái miếng này thì mình sắc cỡ tầm này nè. Còn các bạn thích sắc bự hơn thì mình có thể sắc bự hơn. Khi các bạn sắc xong cái phần này rồi các bạn sẽ làm cái phần mọc. Thì các bạn sẽ viên thành cái viên nhỏ nhỏ nhỏ, hay là các bạn lấy cái muỗng mình vít ra cũng được á. Thì các bạn cắt hơi dày dày như vậy nè. Còn nếu các bạn nào không thích ăn huyết thì các bạn khỏi phải mua, mình khỏi phải cho vô. Thì bình thường cái nước nó trong, nhưng các bạn sẽ cho cái phần huyết vô thì cái nước mình nó hơi sẩm sẩm một tí xíu ha bạn. Tại vì cái phần huyết nó hơi đen đen á, thì nước nó hơi sẩm sẩm một tí xíu. Đó. Bây giờ mình đã sắc xong á, thì mình sẽ cho qua một bên. Thì cho qua bên này thì mình sẽ dẹp cái phần thớt, xong rồi mình sẽ viên cái phần mọc ha các bạn. Cái phần mọc của mình thì ở đây mình có một cái chén mình nhỏ vô một tí dầu nè các bạn. Thì các bạn sẽ thấm cái phần muỗng đi và cho lên một ít trên cái phần mọc cũng được. Thì các bạn tráng sơ cái phần chén này. Thì mọc á, thì thông thường các bạn sẽ viên nhỏ nhỏ, nhưng mà mình ở đây mình lấy cái muỗng á, thì các bạn sẽ dít sơ như vậy nè. Đó, tại cái mọc này nó ngon đó các bạn. Các bạn sẽ làm sơ sơ như vậy cũng được, mình khỏi cần phải viên tròn, mất công, mất nhiều thời gian ha. Thì các bạn cứ chắn và làm vậy, còn không các bạn bỏ vô trong cái bịch đường, một cái bịch mà vô đường á bạn, 1 ký hay nửa ký á, thì các bạn sẽ cắt một phần đuôi và viên viên ra hơi nhỏ nhỏ như vậy á. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái muỗng mình sẽ múc và viên sơ ra cũng được nè. Đó, thì làm vậy thì nó cũng nhanh hơn. Đó, thì cứ như vậy các bạn viên cho nó xong hết cái chén. Mình đã viên xong rồi các bạn, và cái quýt mình cũng cắt xong, mình đã quay lại với cái bếp nha. Trên bếp thì nước nó sôi và mình sẽ giảm cái độ lửa nhỏ lại một tí xíu. Thì các bạn sẽ vớt hết cái phần bọt đi. Bạn vớt hết phần bọt và sẽ bỏ cái phần bọt này đi. Cứ có bọt thì các bạn cứ vớt nó hết nha. Tại vì nó sôi, nếu các bạn để độ lửa nhỏ thì nó sẽ không có. Nhưng các bạn để độ lửa lớn lên thì bọt nó rất là nhiều. Thì bây giờ
cái củ cà rốt này nó cũng đã mềm nè, mình sẽ kiểm tra thử mềm chứ ha các bạn. Đây, củ cà rốt nó mềm và củ cải nó cũng mềm. Thì nếu như các bạn nào không thích ăn củ cải thì các bạn sẽ vớt cái phần củ cải bỏ đi, và mình sẽ dùng củ cà rốt xong xương thì nó cũng đã mềm rồi nè. Còn ở nhà chồng mình thì ảnh thích ăn cái củ cải nên mình sẽ để luôn ha các bạn. Và ở đây thì cái phần mọc của mình thì các bạn sẽ cho hết cái phần mọc vào cái nồi nha. Thì các bạn để độ lửa nhỏ thì nó ít cái lên bọt lắm á. Nó bây giờ các bạn cho hết cái phần mọc vô thì nó sẽ nổi lên trên cái phần mặt đó các bạn. Và các bạn để cái phần mọc này nó sôi tầm khoảng cỡ 1 phút nha các bạn. Giờ nó gần sôi lúc bốc lên thì các bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình. Hồi nãy lúc nãy nấu thì các bạn sẽ cho một muỗng muối hột và một muỗng cà phê muối hột và một muỗng cà phê bột ngọt. Thì sau các bạn cho một muỗng cà phê bột ngọt rồi thì bây giờ mình sẽ cho cà no ha bạn. Cái cà no thì các bạn sẽ dùng cái muỗng này nè. Các bạn cho vào đây một muỗng cà no nha. Đây, mình sẽ cho muỗng cà no. Và các bạn nấu cái phần bánh canh á, hoặc các bạn nấu bún riêu á, thì các bạn đừng có dùng cái đường cát. Chứ các bạn dùng phần đường cát á, thì nó nghe mùi đường á các bạn. Thì các bạn sẽ cho vào đây là tầm khoảng là một muỗng. Đây là một muỗng đường phèn ha các bạn, đường phèn nó hơi nhuyễn nhuyễn một tí xíu, còn các bạn bỏ cục vô thì nó lâu ra tan hơn. Nếu bỏ cục thì các bạn phải nấu như phần chè thì nó mới nhanh tan, còn nếu các bạn mà nấu ở trong này thì các bạn sẽ bỏ cái đường phèn hơi nhuyễn một tí xíu. Thì sau các bạn bỏ đường phèn vô thì mình sẽ cho nó sôi lên đi, xong rồi mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình. Thì tùy theo các bạn, nếu khẩu vị gia đình của bạn nó hơi lạc thì các bạn chỉnh ngay từ đầu lúc mình bỏ muối. Còn nếu khu vị gia đình các bạn vừa ăn thì như vậy thôi. Còn nếu mà mặn hơn thì các bạn sẽ tăng cái độ gia vị lên một tí xíu ha. Bây giờ mình sẽ đợi nó sôi cái phần này lên rồi mình hẳn cho quý sau. Bây giờ các bạn đợi cái phần nồi này nó sôi lên lại để mình nếm theo khu vị. Thì ở đây là hoành thánh nè các bạn. Thì mình sẽ bắt cái nồi nước gần bên nó đang sôi, mình sẽ đi luộc sơ cái hoành hoành thánh này lại. Chứ thông thường từ hoành thánh này các bạn sẽ đổ chung vào cái nồi nước lèo này nấu. Nhưng mà các bạn biết sao mình không thích, tại vì khi các bạn nấu hoành thánh vô chung cái nồi nước lèo thì nó sẽ hơi nước nó hơi sệt sệt đó, mình không thích, nên mình sẽ cho cái nước trong riêng để vô trong cái hoành thánh. Hiện tại là mình đi luộc cái hoàng hoành thánh này nó chín rồi mình sẽ đưa ra nha. Đó thì giờ nó sôi lên rồi nè các bạn, thì các bạn sẽ cho hết cái phần huyết vô nha. Phần huyết thì các bạn sẽ cho từ từ vô. Khi cái nước nó trong như vậy nè các bạn. Đó, thì cái phần huyết các bạn cho vô thì nó hơi đục đục đó các bạn. Tại vì cái phần huyết á là nó hơi đục đục như vậy nè, các bạn sẽ cho nó vô hết. Còn nếu các bạn nào không ăn huyết thì mình sẽ giảm cái độ này lại, không bỏ cũng được ha. Đó, thì hôm nay mình nấu hơi nhiều nên sẽ đầy cái phần nồi luôn nè các bạn. Đó, cái phần huyết các bạn cho vô rồi thì các bạn sẽ để cho nó sôi lại nha. Nó sôi hết lại đó. Thì các bạn cho phần huyết vô rồi nó sôi, vậy mình sẽ giảm độ lửa nhỏ lại một tí xíu. Thì ở đây nếu như các bạn bán thì các bạn sẽ dùng màu điều nhiều, nhưng mà ở nhà mình ăn thì mình sẽ dùng một ít màu điều thôi nha các bạn. Cái màu điều này, màu điều ở nhà mình tự thắng nha, tầm khoảng một muỗng cà phê màu điều. Thì các bạn cho lên phần trên mặt này. Đó, khi các bạn cho lên phần trên mặt thì nó sẽ có một cái màu, nó có một cái màu rất là đẹp nè. Đó là cái nồi bánh canh của mình, cái nồi, xin lỗi, cái nồi nuôi và nuôi hoành thánh của mình nó rất là ngon như vậy nè các bạn. Thì các bạn sẽ cho nó sôi lên lại đi. Cái phần hành củ thì các bạn sẽ không cho vô, tí xíu nữa các bạn cho vô cái tô sau. Các bạn cho hết vào đây, khi mình ăn chưa kịp là nó sẽ rụt hết cái phần hành đó. Thì bây giờ mình đang giảm độ lửa nhỏ lại để cho sôi từ từ thiệt nóng. Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái tô và quay ngang qua coi nuôi và hoành thánh là rau của mình nha các bạn. Đó, dạ đây là hoành thánh của mình nè bạn. Đó, mình đã luộc sơ cái phần hoành thánh của mình rồi, mình để qua một bên. Còn cái này là phần nuôi. Nuôi thì mình chọn cái nuôi màu vàng. Hồi nãy mình không có đưa nuôi lên cho các bạn á, tại vì cái chỗ vòng bếp mình nó hơi chặt á, nên mình sẽ không đưa cái nuôi lên. Cái nuôi thì nuôi màu vàng các bạn. Ở đây mình có một ít chả cá để bỏ lên mặt. Thông thường thì các bạn sẽ bỏ chả lụa hay chả quế, nhưng mà nhà mình không thích ăn nên mình sẽ dùng chả cá. Và đây là hành lá để mình bỏ lên trên, ớt chanh để mình ăn kèm. Hành củ thì các bạn sẽ bỏ lên trên phần nồi, khi các bạn ăn thì bỏ liền, còn không thì bỏ trong cái tô mình múc lên đó các bạn.
Còn á, thứ nhất á, là các bạn ăn kèm theo thì các bạn cho một ít giá và một ít hành lá, là các bạn thích thì cho thêm vào một ít rau sống. Còn thông thường cái này ăn với lại ví dụ nuôi hoành thánh thì các bạn chỉ dùng giá thôi, hoặc là hẹ gì đó tùy. Và bây giờ mình sẽ cho những cái này qua một bên và mình sẽ múc ra phần tô, một tô nuôi hoành thánh và một tô hoành thánh riêng ha các bạn. Ở đây mình có hai cái tô, thì ở đây hoành thánh thì mình sẽ múc riêng một tô. Thì hoành thánh là các bạn múc một tô thì các bạn bỏ tầm khoảng cỡ 3 tới 4 cục thôi. Đó, các bạn bỏ tầm khoảng 3 cục thôi. Tại vì nhiều quá thì nó sẽ có đồ nữa, nó sẽ không ngon á. Thì các bạn sẽ gấp cái phần nuôi này vô, vô trong cái phần tô. Xin lỗi, cái tô để mấy dưới nên các bạn không thấy lắm á. Mình sẽ chuyển máy xuống tí xíu. Đó. Thì thông thường bún hạt nuôi hoặc bánh canh thì các bạn cho ít thôi, đừng cho nhiều quá. Nếu các bạn cho nhiều quá thì ăn nó sẽ rất không ngon nha. Đó, đây các bạn cho thêm một tí nữa nè. Và ở trên phần mặt á, thì mình sẽ cho một ít chả cá, tầm khoảng 3 miếng chả cá ha các bạn. Và mình sẽ với cái phần xương heo bỏ lên một tí xíu, hoặc là ống hoặc là móng ha các bạn. Các bạn sẽ đặt lên trên đây là một cái móng nè, nằm chính giữa chả cá thì các bạn bỏ xung quanh. Ở đây thì mình có để một miếng quýt nha các bạn. Đó. Và một cái miếng cà rốt. Và một miếng củ cải, nếu các bạn nào không thích ăn mấy cái này thì mình sẽ cho ra. Và một miếng mọc. Thì ở đây các bạn sẽ cho vào đây là miếng hoành thánh nha các bạn. Đó. Thì các bạn cho một miếng hoành thánh, còn cái tô hoành thánh sát bên thì các bạn sẽ cho vào đây là một miếng giò. Một miếng giò thì các bạn sẽ cho miếng mọc, miếng quýt ha. Tô sát bên các bạn cũng cho tầm khoảng 2 miếng mọc hai bên. Và thêm một miếng quýt ha các bạn. Và thêm một cái củ cà rốt, củ cải, xin lỗi, và cái củ cà rốt. Thì đây các bạn bỏ tầm khoảng 2 miếng chả cá. Thì bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít hành lá lên trên phần mặt. Cái tô bên cạnh các bạn cũng cho một ít hành lá. Rồi các bạn cho vào đây á hai cái hành củ. Thì tô này mình cũng đặt hai cái hành củ. Thì bây giờ mình sẽ chan cái phần nước vô ha các bạn. Giờ mình sẽ múc cái phần nước và chan lên trên cái phần tô của mình. Đây thì nuôi thì các bạn sẽ cho nước vào đây. Đó. Các bạn cho tầm khoảng nó vừa ngập nước thôi thì nó ngon, hay các bạn coi nhiều quá thì nó sẽ nhiều nước quá đó các bạn, thì chút mình ăn cũng không có hết, lại bỏ lại cái phần nước đó. Có tầm khoảng 3 giá rưỡi nước đi. Còn cái tô bên cạnh thì các bạn cũng cho nước lên. Có vị hành thì khi nào mình ăn thì mình sẽ chan vô, nên các bạn đừng cho vô liền, để mình ở trên nồi nó lại xem ra lục cái phần hành đó. Đó. Và bây giờ mình sẽ chan hết cái phần nước vô rồi, thì ở trên đây các bạn làm một tí màu lên cho nó đẹp nè. Các bạn vớt ở trên phần mặt cái nồi á, các bạn cho lên đây một tí màu lên trên cái phần mặt cái tô của mình. Còn nếu các bạn nào không thích dùng tí màu này thì các bạn sẽ ngưng lại và khỏi bỏ màu. Thì cái này thì các bạn có thể bỏ một ít tiêu, nhưng mà nhà mình có con nhỏ thì nó không ăn tiêu được, nên mình sẽ không cho tiêu vô. Thì mình sẽ dời cái phần này ra ngoài tí xíu và cho một ít rau ha các bạn. Đó, bây giờ mình đã múc xong, và bên cạnh mình có thêm một cái chén mắm ngon, mình cho mấy quả ớt nhỏ vào đây. Thì sắc lát ra khi các bạn thích thì mình ăn, được không thì mình sẽ không dùng. Thì nếu các bạn nào thích ăn tương ớt hoặc tương cà thì mình sẽ bỏ thêm lên phần mặt, còn nếu bạn không thích thì mình khỏi bỏ cũng được. Phần rau thì mình có giá và rau rau sống, bằng một ít ngò rí, một miếng chanh ha các bạn. Đó. Thì các bạn thấy không, mình nấu giờ mình nấu đã xong cái món ăn của mình rồi. Thì nếu các bạn nào cảm thấy thích á thì hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi cách làm đơn giản, không mất nhiều thời gian, hay các bạn cũng không cầu kỳ gì lắm. Đó, các bạn nhìn ngon. Nếu các bạn nhìn hấp dẫn không các bạn? Đó, thấy rất là ngon luôn. Thì nó rất là ngon, mà đến đây mình đã nấu xong rồi các bạn. Còn ở đây có một ít hành phi thì các bạn sẽ cho lên, nhưng mà hiện tại nhà đông hết hành phi nên mình sẽ không cho lên. Còn hành phi mua ở ngoài thì mình sẽ không dùng ha các bạn. Đó, và mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian bạn theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.